được luân chuyển từ lãnh đạo phường Hiến An giữ chức danh chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Lam Sơn, đồng chí Bùi Việt Bắc đã cùng ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ phường bắt tay ngay vào xử lý những công việc tồn đọng tại địa bàn trước đó. Trong đó có 2 trên 5 công việc khó liên quan đến xử lý ô nhiễm môi trường và ngăn chặn gần 20 hộ dân trồng cây chờ bồi thường đường kết nối di sản qua địa bàn phường được xử lý kịp thời và có hiệu quả. Tôi cũng đã chỉ đạo anh em tham mưu cho ban hành các cái thông báo tuyên truyền vận động cán bộ và nhân dân, nhất là các hộ mà có khu vực ruộng ở khu vực ngoài bãi liên quan đến đường kết nối di sản là không tự ý chuyển đổi mục đích cây trồng để đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Luân chuyển từ xã Cương Chính làm chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lệ Xá, đồng chí Trần Văn Diệp luôn ý thức được việc học hỏi kinh nghiệm của những cán bộ tiền nhiệm. Bên cạnh đó, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã luôn lắng nghe đồng nghiệp thường xuyên trao đổi với cán bộ chuyên môn để tìm hiểu sâu hơn những vấn đề của địa phương, đặc biệt là lĩnh vực quản lý đất đai, xử lý đơn thư tại cơ sở. Trong đó, chính quyền xã đã kịp thời ngăn chặn được 3 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông thủy lợi. Cái việc tranh chấp đất đai hoặc là thực hiện cái công tác dồn thửa đổi ruộng, các hộ dân thiếu ruộng rồi chuyển đổi cho nhau từ chỗ nào kia những năm trước chưa giải quyết được thì vừa rồi chúng tôi đã tổ chức thực hiện tháo gỡ cái khó khăn mà đã các hộ dân dần dần là tập trung cái công tác là tin tưởng vào sự lãnh đạo của địa phương và thực hiện tốt cái việc tránh đi khiếu kiện vượt cấp. Ban hành một cơ chế bảo vệ đối với những cán bộ là bí thư và chủ tịch ủy ban xã không phải là người địa phương, gắn với đó là việc kiểm soát quyền lực đối với các cái cấp ủy chính quyền ở cấp xã. Cùng với cái việc này thì đồng chí bí thư cấp ủy cấp huyện, ban thường vụ huyện ủy cũng quan tâm lãnh đạo chỉ đạo theo dõi giám sát đối với cả cái địa bàn nơi mà chúng ta đưa cán bộ không phải là người địa phương về để kịp thời có các cái biện pháp uốn nắn, nhất là theo dõi cái đoàn kết nội bộ ở giai đoạn đầu. Sau hơn 1 năm thực hiện nghị quyết số 39 của ban thường vụ tỉnh ủy, đã có 85 lượt cán bộ chủ chốt cấp xã được luân chuyển điều động. Nhiều địa phương đã hoàn thành vượt mức kế hoạch giai đoạn 2023-2025. Đây là một bước quan trọng trong quy trình bồi dưỡng, đào tạo, luân chuyển và sử dụng cán bộ cơ sở, làm tiền đề cho việc bố trí cán bộ phục vụ đại hội đảng bộ tại cơ sở.